Bây giờ đi ra Phú Quốc để mua bất động sản thì có được hay không? Đấy, tôi chia sẻ với anh chị em là mua bất động sản thì chúng ta có thể mua ở bất kỳ thời điểm nào. Thời điểm càng đóng băng, càng không có người đi mua, càng chậm thì đó là thời điểm vàng dành cho những nhà đầu tư lão luyện, những nhà đầu tư chuyên nghiệp và những nhà đầu tư có kiến thức, những nhà đầu tư có tiền mặt ở trong tay. Vậy bao nhiêu trong số các anh chị đang xem video này đang có tiền mặt trong tay? Bao nhiêu trong số các anh chị hàng ngày chúng ta xem những cái tin tức ở trên báo chí, ở trên YouTube và trên các kênh, chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều tiêu cực và hầu hết những cái video về chủ đề tiêu cực đấy thì nó lại lên hot trend và chúng ta lại nhìn thấy nhiều nhất. Và bao nhiêu trong số anh chị thấy được là nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các anh chị, khiến cho các anh chị cảm giác rất là sợ hãi. Và đương nhiên các anh chị ạ, những người mà gì ạ, sợ hãi thì đương nhiên thuộc về đám đông. Mà đám đông thì làm gì ạ? Là ít người giàu. Chủ yếu những cái người giàu thì người ta đi ngược lại so với đám đông. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý là những người mà nghĩ rằng có thể bay được ra ngoài vũ trụ kia thì hầu hết mọi người đều bảo họ là điên. Bao nhiêu trong số anh chị nghĩ rằng là ngày xưa khi mà cái máy bay á, mà cái hai anh em nhà cái người mà sáng tạo ra, sáng chế ra hay là phát minh ra cái máy bay này á, thì hầu hết nhân loại đều bảo họ là điên. Bao nhiêu trong số anh chị thấy được là có nhiều người ở trong các cái chu kỳ trước họ đi mua ở trong thời điểm đóng băng và sau đó họ có lợi nhuận cao, nhưng cái lúc đi mua thì hầu hết những cái người kia bảo là bọn điên, giờ này đang đóng băng, giờ này đang gì ạ, chết ngẩm như thế này đi mua đất để làm gì, mua đất để về mà thả gà. Nhưng cho đến khi họ bán lãi gấp nhiều lần thì họ, những người chửi kia, họ sẽ im lặng. Là bởi vì sao ạ? Đó chính là tư duy ngược. Cái người có tư duy ngược ấy, ở không đi theo cái đám đông ngoài kia thì họ sẽ là những người có kết quả tốt nhất, thành công nhất. Đúng không anh chị? Sẽ có những cái người, người ta sẽ bảo bạn là đừng đi đường đấy, đừng làm như vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một là họ không muốn bạn đi vào con đường đấy thì bạn sẽ thành công. Hai là họ không biết được cái điều đấy, nên họ bảo thôi đừng đi nữa. Ba là họ sợ, cũng giống như tất cả những người kia. Việc của chúng ta hiểu được là đầu tư bất động sản là một chiến lược trong rất nhiều các cái kênh đầu tư. Và bất động sản là một sản phẩm có giá trị cao, có nhu cầu cao và có tính khan hiếm. Việc của bạn là tìm ra những cái bất động sản nó có đủ về mặt pháp lý, ở một vị trí có tiềm năng, ở một khu vực gì ạ, có cái nhu cầu việc làm cao, ở một khu vực có nhu cầu người đến nhiều. Những cái lúc như vậy, những cái khu vực như vậy, nó sẽ tạo động lực cho cái bất động sản đấy nó tăng trưởng theo thời gian. Thế thì Phú Quốc thì sao các anh chị? Ở Phú Quốc là tầm 90% là đất gì ạ, rừng. Đấy, các anh chị có thể vào trong bản đồ quy hoạch, các anh chị xem bản đồ quy hoạch của nó. Ở Phú Quốc là 80 đến 90%, 90% là đất rừng, có nghĩa là gì ạ? Quy hoạch nền xanh bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đó, và rừng sản xuất. Thì hầu hết là đất rừng thì là của nhà nước và chắc chắn là không được động vào. Nhưng khoảng tầm là gì ạ? 5% là đất thương mại dịch vụ và 5% là đất ở. Đất thương mại dịch vụ là phục vụ cho nhà hàng, khách sạn, resort, khu du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại. Đấy. Ở khu Phú Quốc, quy hoạch của nó là màu gì ạ? Màu hơi xám xám hồng đấy. Còn quy hoạch đất ở Phú Quốc thì có hai màu. Đấy. Màu đất ở nông thôn hồng nhạt và màu đất ở đô thị hồng tím. Đấy. Thế thì đất rất là ít. Thế thì ở Phú Quốc là khan hiếm.
không phải là nhiều cái chị nhé, vì nó là đảo mà nên là rất là khan hiếm. Nhưng mà ra ngoài Phú Quốc mua ấy, mà không biết thì cực kỳ rủi ro. Tôi đã có rất nhiều người nhắn tin cho tôi, gửi cho tôi những thông tin, kêu khóc, bảo làm thế nào bây giờ. Những trường hợp gửi vào mua 1 hecta đất là đất trồng rừng, quy hoạch nền xanh, có mặt tiền đường đấy, nhưng mà đất trồng rừng, quy hoạch nền xanh. Và như vậy gì ạ? Đến khi mà nhà nước thu hồi là chỉ có đền, thậm chí là bị mất trắng luôn. Có thể là gì ạ? Có cái hoa màu hoặc là cái cây cối ở trên đất thì nhà nước có thể đền bù cho ở cái dạng gọi là gì ạ? Có tình có lý thôi. Chứ còn đúng là quy định là đất trồng rừng, sản rừng rừng đặc dụng ấy và rừng phòng hộ ấy, thì 100% bị thu hồi. Nếu như ông dùng mà ông còn xây dựng trên đất nữa thì mà nó sai quy định của pháp luật nữa thì ông còn bị truy cứu là gì ạ? Là sai phạm về mặt sử dụng đất mà sai phạm nữa cơ. Đấy. Thế còn ở Phú Quốc chúng ta ra, tức là mua, nếu ta mua này ở vị trí mà khu vực Dương Đông, khu vực Dương Đông là thành phố, bây giờ là thành phố Phú Quốc, hoặc là vùng ven của khu vực thành phố, trung tâm thành phố, thì Phú Quốc nó có cái con đường Bắc Nam ấy, là phía Nam thì là các cái tập đoàn lớn, trong đó có tập đoàn là tập đoàn Sun Group, còn phía Bắc thì có cái tập đoàn lớn là tập đoàn VinGroup. Đấy, thì xung quanh đấy có rất nhiều các cái dự án. Và nếu như ta mua ở gần đấy thì ta cũng cần phải xem xét, bởi vì thực tế ra là người dân người ta đến đấy người ta nghỉ dưỡng ấy, thì người ta chui hết vào trong cái khu resort rồi. Nếu mà ta mua ở Phú Quốc mà ta gần mấy dự án đấy cũng có rủi ro, nói thật là như thế. Nhưng mà nếu mà mua Phú Quốc thì ta chọn ở khu vực ven của thị trấn ấy, hoặc là giáp biển, thì có hai loại: ta mua đất nông nghiệp mà là trồng cây lâu năm nằm trong vùng quy hoạch đất ở, hoặc là đất nông nghiệp là trồng cây lâu năm nằm trong vùng quy hoạch đất thương mại dịch vụ. Thế thì hai cái loại đấy chúng ta đều có thể chuyển đổi mục đích được, từ đất nông nghiệp sang cái mục đích sử dụng như là đất ở hoặc là đất trồng cây, là đất thương mại dịch vụ. Thì đất thương mại dịch vụ thì để làm khu resort, khu nghỉ dưỡng hoặc là khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng. Đấy. Còn đất ở thì để xây dựng, mục đích là để ở, có nghĩa là xây nhà đấy, để ở. Điều kiện là phải có sổ đỏ. Ở Phú Quốc mà ra không biết đấy, mà ta mua đất mà lại không có sổ đỏ nữa thì nó quá rủi ro chúng ta. Và đặc biệt là mua đất nằm trong quy hoạch đất trồng rừng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, để mà quy hoạch nền xanh là chết rồi. Thì ở ngoài Phú Quốc còn có một cái nữa, đó là đất gọi là đất sổ 15 ấy, hay còn gọi là đất có trích lục sổ 15. Đấy, thì các anh chị cần phải quan tâm đến là khi ra ngoài đấy là có những cái trường hợp là nó chỉ có trích lục thôi, mà người dân người ta bán là dạng bán trích lục như vậy, nên nó cực kỳ rủi ro cho các anh chị. Nếu như mà mua loại đất đấy mà bị thu hồi hoặc là có vấn đề gì đấy thì là cực kỳ rủi ro. Thứ hai nữa là cái đất đấy khi mà ra sổ đỏ ấy, mà đã có trích lục tên của người ta rồi ấy, khi ra sổ đỏ phải ra sổ tên của người ta sau đó mới chuyển nhượng cho mình. Thì đất ở Phú Quốc nó khan hiếm, ra sổ đỏ tên mình là chắc ăn rồi, chưa chắc đã chắc ăn đâu, còn ra sổ đỏ tên của người ta nữa. Thế đến khi mà các anh chị thấy được là ngày năm 2018 đấy, đất nó từ 1 tỷ nó lên 8 tỷ trên một sào, có nghĩa là 80 tỷ trên 1 hecta đất ở Phú Quốc, thế thì làm sao ạ? Là mất đất luôn. Còn nếu như trong trường hợp bây giờ nó cũng giảm giá rồi, nhưng mà đất ở Phú Quốc thì nó như vàng như kim cương ấy. Nếu như mà các anh chị mua miếng đất mà vị trí đẹp, đúng không, mà ra trích lục mà là sổ tên của người ta thì người ta phải đi lạy người ta đấy. Có những trường hợp là gì, anh ơi anh ký cho em một cái, nó mà không, anh bận lắm anh không ký đâu, nếu mà em muốn anh ký thì bây giờ em phải bù lại cho anh mấy tỷ đấy. Ví dụ như đất mua bây giờ đang là 1 tỷ 2 tỷ thôi, nhưng mà vài năm nữa không, nó khan hiếm, nó lên đến là 50 tỷ, lúc đấy muốn làm cái sổ đỏ thì phải tìm cái người đấy. Trường hợp mà cái người đấy người ta còn sống thì người ta ký, người ta có thể đòi thêm tiền hoặc không đòi thêm tiền. Nhưng mà có những trường hợp là người ta gì ạ, chết rồi thì sao? Đấy, lúc đấy mới lại khổ, đúng không? Nó liên quan đến vấn đề thừa kế nữa. Chưa có sổ mà lại là trích lục, mua bán viết tay thôi, quá rủi ro. Nên là đối với Phú Quốc thì tôi xin chia sẻ chân thành, đối với các nhà đầu tư cá nhân là những nhà đầu tư còn nhỏ thì chúng ta nên là mua đất có sổ nằm trong vùng quy hoạch đất ở hoặc là đất thương mại dịch vụ. Đấy, nó có mục đích rõ ràng, có sổ, công chứng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng là tốt nhất.
Còn Phú Quốc vẫn mua được và tìm các cái vị trí đẹp để ta mua. Nếu bạn quan tâm đến đất Phú Quốc, nhắn tin cho tôi sẽ có người giới thiệu cho bạn những miếng đất cực kỳ đẹp. Và hiện nay tôi đang có hai miếng đất cực kỳ đẹp luôn ở Phú Quốc nhá, hai miếng đất cực đẹp luôn, nằm ở sát mặt tiền đường, ngay gần khu trung tâm của Dương Đông, giá rất là rẻ và sổ đỏ đàng hoàng, có thổ cư, bạn có thể làm khách sạn, bạn có thể làm nhà hàng, hoặc là bạn có thể đầu tư để lâu dài vẫn ok. Đấy, nhắn tin cho tôi sẽ giới thiệu cho bạn. Đấy. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Phạm Văn Nam. Để không bị bỏ lỡ những video mới, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể bấm xem các video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo.